Mỹ phẩm tự chế hay còn gọi là mỹ phẩm handmade đang được rất nhiều chị em ưa dùng bởi giá thành rẻ và thành phần được quảng cáo là 100% từ thiên nhiên. Nhưng những sản phẩm này có thực sự an toàn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Không ai nghĩ rằng đây là nơi bán nguyên liệu để sản xuất những thỏi son được quảng cáo bằng những lời có cánh. Son không chì, lên môi chuẩn màu, 100% thiên nhiên. Những sản phẩm này thường được giao bán trên các mạng xã hội do chính những người bán tự chế bằng những công thức riêng. Với những nguyên liệu này thì một thỏi son làm ra chưa đến 20.000 đồng, cùng cả vỏ son được gia công rất đẹp. Bạn có tính 10.000 một gram, người mua nhiều nhất mà người ta mua về sản xuất người ta chỉ mua tầm 5-7 lạng thôi. Không những thế, những người bán này còn rất tự tin vào sản phẩm của mình. Em thấy trên Facebook thì bảo nó có giấy tờ của bộ. Cái đấy là khi nào bạn nào mua màu từ 1 cân trở lên nhà mình cho bạn nước chắn bán cho khách cho yên tâm ấy, thì bạn đi kiểm nghiệm ở cho Hàn Quốc Việt ấy. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 đã nhận được không ít yêu cầu thử nghiệm của khách hàng. Đây là hai mẫu sản phẩm mà khách hàng đã mang đến trung tâm để thử nghiệm. Thông thường khi đến đây họ sẽ kiểm tra về mức độ thủy ngân, chì hay vi sinh vật có trong sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ với những thông số như thế thì không thể khẳng định được liệu những loại mỹ phẩm này có an toàn hay không. Các kết quả thử nghiệm của trung tâm thì được khách hàng sử dụng vào rất nhiều mục đích khác nhau. Thì chính vì vậy thì mỗi kết quả thử nghiệm thì trung tâm đều có một khuyến cáo ở phần cuối của kết quả. Thứ nhất là phiếu kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới. Cái thứ hai là không được trích hay là sao lưu bất kỳ một phần của kết quả thử nghiệm khi chưa được sự đồng ý của trung tâm 1. Chúng tôi đã đem thỏi son mua được từ cơ sở thủ công đặt bên cạnh một thỏi son của một nhãn hiệu có uy tín. Liệu người tiêu dùng họ có thể phân biệt được hay không? Thực sự là để mà nhìn thoáng qua không thì chúng khá là giống nhau ấy. Nhưng mà nếu mà để cầm trên tay thì thỏi son này không hề có dán nhãn hay là mát gì cả. Về mùi cũng không hề giống nhau ấy. Với những ai đã từng sử dụng qua thì mình chắc chắn là họ có thể phân biệt được. Nhưng mà với những người mà chưa được sử dụng hàng chính hãng thì mình nghĩ là có thể là họ sẽ không phân biệt được cái thỏi son này đâu. Đáng buồn là trong nhiều ca dị ứng do mỹ phẩm thì không chỉ có những người do nhầm lẫn mà còn có không ít người chủ động dùng vì yêu thích. Thì rất nhiều cái sản phẩm họ chiết xuất từ thiên nhiên. Nhưng họ chiết xuất từ thiên nhiên bằng cách là người ta biết được những thành phần ở trong cái sản phẩm thiên nhiên đó. Rất nhiều cái trường hợp thì người ta cho rằng đó là sử dụng nhiên, đôi khi một số chúng tôi đã gặp là kem trộn chẳng hạn, như thế họ có sử dụng một số những cái thành phần của cái thuốc cần ho. Tin vào những tờ giấy thử nghiệm, trong khi giấy chỉ có giá trị cho đúng sản phẩm được thử nghiệm và cũng chỉ kiểm tra một trong nhiều chất hóa học. Sự cả tin của người tiêu dùng đã tiếp tay cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đáng tin cậy.